tiết nó lạnh quá nên là đồ cho đứng lạnh. Đi lại mấy cái này. Đây là ban nhạc. Đây, ca sĩ đâu? Đây. Đây ca sĩ đây. Hát bài gì? Đây. Chó lắm. Mày quay cảnh đây nha các bạn. Quay cho sư phụ, quay cho những ca sĩ. Đây đạo diễn rồi quay phim nha các bạn. Đây là đạo diễn. Em chỉ là tài xế thôi. Thank you.
Sáng qua tới đây là 3 giờ sáng. Rồi sáng lại tiếp tục công việc. Sướng lắm mọi người ơi. Tội lắm. Đây là mấy đứa phụ mình tối hôm nay, Dương và Phúc. Cảm ơn Dương và Phúc nha. Tí ăn cơm đã.